thành phố vẫn đối mặt nhiều nguy cơ, đặc biệt là sự lỏng lẻo trong quản lý, giám sát các kiệt hẻm, các khu vực phong tỏa dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo vẫn diễn ra tại các khu dân cư, là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương chiều qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, qua công tác kiểm tra thực tế và báo cáo chuyên môn của ngành y tế, sau 10 ngày thực hiện các biện pháp mạnh về phòng chống COVID-19, đã bộc lộ những hạn chế lỏng lẻo trong việc lập các chốt phong tỏa trên địa bàn khu dân cư. Bí thư Thành ủy yêu cầu, từ ngày hôm nay, các địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại các kiệt hẻm. Tôi là người trực tiếp đi kiểm tra, tôi thấy có rất nhiều các cái điểm chốt và yêu cầu phải lập cứng, nhưng mà chúng ta không làm, rồi làm sơ sài. Rồi đặc biệt là cái việc giám sát của các cái chính quyền ở cấp cơ sở, nhất là các cái ban điều hành, bộc lộ các cái hạn chế. Tôi đề nghị thành phố tăng cường cái công tác đi kiểm tra các quận, mà nếu còn cái tình trạng mà lập các chốt không chặt chẽ và ở kiệt hẻm nào mà để cho người dân ra khỏi nhà, thì tôi đề nghị đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch quận huyện ở nơi đó phải chịu trách nhiệm trước thường trực thành ủy và ban chỉ đạo. Xác định việc xét nghiệm là yếu tố hết sức quan trọng trong thời gian qua để đánh giá toàn diện bức tranh dịch bệnh của thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngành y tế đánh giá tổng kết, đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch xét nghiệm cụ thể, chi tiết trong giai đoạn tiếp theo, ngay trong ngày hôm nay. 10 ngày này thì chúng ta phải quyết liệt hơn nữa trong cái công tác truy các cái F0 ở trong cộng đồng. Và chậm nhất, ngành y tế phải có cái báo cáo, cái kết quả triển khai cái việc xét nghiệm trước, trong ngày mùng 3 tháng 9. Để trên cơ sở đó ngày mùng 4 thì chúng ta đánh giá. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đã bắt đầu thực hiện quyết định số 2860 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống COVID-19. Chủ tịch thành phố đề nghị Sở Công Thương và các địa phương tiếp tục triển khai cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân kịp thời, từng bước triển khai mở cửa lại các chợ truyền thống. Thời gian đến thì các địa phương chúng ta cũng sẽ mở các cái chợ, rồi cho nên đề nghị á là các địa phương chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các chợ này thì mới được mở. Đề nghị các xã phương là chúng ta phải thành lập các tổ lại trên cơ sở là cái nòng cốt, là chỉ đạo lãnh đạo thì cũng mới bắt tổ dân phố đó, nhưng mà những người trực tiếp thực hiện cái việc này thì phải là hội phụ nữ, đoàn thanh niên và lực lượng cán bộ công chức đã tiêm hơn mũi vaccine rồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tăng cường truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch cho người dân, đặc biệt là khuyến cáo người dân thực hiện 5K. Hiện ngành y tế và các địa phương đã phân chia các vùng đỏ, vàng, xanh dựa trên nguy cơ mắc COVID-19. Trong 10 ngày tới, việc xét nghiệm vẫn được tiếp tục triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Kết quả xét nghiệm sẽ là cơ sở để thành phố đánh giá và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo phù hợp với thực tế.